Cà chua nha bà con, cà chua bệnh gì mà không ăn? Biết rằng cà chua rất tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà cà chua bệnh gì chúng ta không ăn? Thì mời bà con. Bà con cũng biết là nó rất tốt sức khỏe, nhưng mà những người nó có cái bệnh đó là không ăn, đó là bệnh viêm dạ dày bà con ạ. Trào ngược này nha, vừa nó gây ra bỏng rát nè nha, nó có vấn đề về thận, gây sỏi thận. Đó là cà chua chúng ta không ăn, chứ không phải là cứ tốt cho sức khỏe là chúng ta ăn. Những người có bệnh như vậy là không ăn nè. Nó gây ra sỏi thận nữa nè, nó dễ bị dị ứng, sưng lưỡi, phát ban, mặt đó là hắt hơi, rát cổ họng, đó nó từ miễn dịch luôn. Đó, người có vấn đề về tiết niệu nó rất tốt là cho sức khỏe bà con, chứ không phải không, nó rất tốt cho sức khỏe nha bà con. Nó rất tốt cho sức khỏe. Cho nên người lớn á là ăn 200 đến 300 gram, nghĩa là ăn 1 đến 2 trái, 2 đến 3 trái, 200 gram, 300 gram là ăn 2 đến 3 trái, ăn 6 ngày là nghỉ 1 ngày. Trẻ em là 500 gram, 50 gram đến 100 gram là nửa trái, ăn 6 ngày cũng phải nghỉ ngày mới tiếp tục ăn nha bà con. Còn chế biến tốt á, tốt hơn và ăn sống. Chế biến á, là chúng ta làm cái gì đó, nấu nướng gì đó, chiên xào cà chua gì đó, thì nó tốt hơn là để chúng ta ăn sống nha bà con. Đó, mà chúng ta là không ăn nè, những người không ăn và không ăn cà chua nè, không ăn cà chua xanh nè, không ăn hạt cà chua nè, không ăn khi bụng đói nè, chế biến nhiều lần qua nhiều lần chế biến là để chúng ta không ăn. Cà chua với bia, với rượu, đó nói gì nha bà con, và đang uống bia, uống rượu thì chúng ta không ăn. Chào bà con nha.